Chào cả nhà đã đến với kênh của Như Nguyễn Cà Mau. Hôm nay á, là Như có làm một con vịt để nấu lẩu chao á cả nhà. Với lại ăn nhúng là rau muống với hành, với lại ăn kèm bún nha cả nhà. Còn đây thì là mít tráng miệng. Lúc nãy có cái ghe vô á, Như mua được một trái mít bự dữ lắm luôn. Mít vườn á, họ nói là ở bên ở đâu ta? Ở đâu mà chở qua đó. Vườn ở đâu chở qua đó. Quá trời ghe mít luôn. Giờ Như sẽ lấy một ít bún ăn với lại lẩu chao. Dạ, Như đã múc một tô bún rồi. Thì mình nhúng rau vô cho sôi, xong rồi sau đó là mình sẽ chan với lại bún ăn nha. Có rau ăn nó sẽ ngon hơn. Nhiều quá, đầy son luôn. Cái vịt nấu lẩu chao này nè là mình nấu, nhiều người người ta thích cái nước khoai môn lền lền, còn nhiều người thì không thích nước khoai môn lền lền. Như thì đặc biệt rất là thích cái nước khoai môn mà nó ra nó sền sệt, ăn nó ngon lắm luôn. Cái nước khoai môn thì ăn nó sẽ ngon hơn là nó kiểu như nó dẻo dẻo á, nó thơm thơm mùi khoai môn á, ăn nó ngon. Rồi cả nhà cùng ăn bún với Như nha. Khoai môn dẻo quá. Mồm dữ dữ luôn. Như làm cái nước chấm này là nước chấm chao á. Như đánh chao ra, xong rồi sau đó là nặng vô miếng miếng chanh tắc gì đó với miếng đường, ớt. Ngon quá nè. Khoai môn ngon lắm luôn. Khoai môn dẻo quẹo quá. Vịt ngon. Con vịt này nó dai lắm nha. Quá ngon. Cái này là miếng miếng mề nè. Mề vịt. Đỡ quá con nhờ ơi. Ngon lắm. Cái thịt con vịt nè, nó dai nhắc luôn. Cái đùi, mình gặp cái đùi nha, để cái đùi đây nguội đi, mình gặp cái đùi. Bây giờ mình ăn tí rau. Khoai môn dẻo quá trời dẻo luôn, đã thiệt. Cái nước lẩu chao nó ngọt ngọt mặn mặn. Ngon quá. Khoai môn này là Như mua khoai môn giáo với lại khoai môn củ bự á, mà thấy khoai môn giáo nó dẻo hơn. Nó nhỏ mình gọt hơi cực nhưng mà nó dẻo, dẻo quẹo à. Đã quá.
Mồm đã lắm rồi. Định thử thách 6 ngày 6 đêm ăn vịt không? Mà không biết cả nhà có ủng hộ không? Ừ. Con vịt này là con vịt đẻ, nó có cả trứng cho nên là nó dai. Khoai môn trời ơi, ăn nó sướng quá, dẻo dẻo quẹo queo. Cái lẩu chao này mình nấu bằng nước dừa với lại đường phèn á, nó sẽ rất là ngon. Năm qua dặn nhỏ lửa tí, lửa cao quá là nóng phỏng lưỡi luôn. Những ra mình tắt để nóng quá ăn không nổi, nóng quá là ăn giục lưỡi luôn. Cái đùi ngon. Thịt nó ngọt, nó dai. Quá ngon. Nó sẽ đã. Cái lẩu chao này nè, nó còn tùy thuộc vào cái hũ chao ngon hay không nữa. Cái hũ chao ngon mình nấu mới ngon nha, còn cái hũ chao mà dở là thôi bó tay luôn, nấu cách mấy cũng không ngon. Cho nên là khi mình nấu cái này mình mua cái hũ chao hơi ngon tí. Ngon quá. Giờ như làm thêm một tô nữa nha. Chú mèo meo meo meo.
mèo meo meo meo. Lấy tiếng khoai môn. Cái này nó có cái trứng nè. Con vịt ngay con vịt đẻ nó có cái trứng nè. Nó như cái trứng đây, cái trứng đây. Quá xa đã. Giờ mình sẽ chấm cái trứng. Cái trứng của con vịt. Chào các cả nhà. Cái hành ăn nó ngọt ngọt. Mình vớt vô cho thêm tí rau nữa. Rau nhiều mới đã. Nè, thịt không mà cả nhà thấy không? Quá trời thịt luôn. Sẽ thịt tới sẽ thịt luôn. Chan bún cái nước đó, nó vừa ăn lắm, nó ngọt ngọt mặn mặn mà nó thơm mùi chao với lại mùi sả, rất là ngon. Trời, tới giờ tắt lửa rồi mà tới giờ khoai môn vẫn còn nóng. Sao đã? Nó vừa cay mà nó vừa nóng nhưng mà ngon, ngon lắm luôn. Mình vớt cái rau mình bỏ mình ăn, có rau nó giòn giòn ăn nghe đã tai. Mồ hôi nó chảy ướt mình. Ngon quá.
ngon cả nhà. Giờ mình chỉ sang ăn mít tráng miệng. Giờ hai tô nữa trời. Cái nước này vừa ăn ngọt ngọt mặn mặn, phải thấm mặn quá. Càng như bún ăn. Nó thơm mùi chao, mùi khoai môn, mùi xả. Quá ngọt. Mất không biết sao mà nó kẻ dữ luôn. Nếu như mua nguyên một trái với 1 kg sáu này. Quá rẻ. Một trái 7,5 kg. Còn có 42, 45 ngàn. Không ngồi là nó rẻ dữ luôn. Mà nó ngọt. Cái gì trứng sới ngon. Hồi nãy mua hay là cái vỏ mỏng tẹt luôn mà cái sơ ở ngoài nó vẫn ăn được luôn. Mình mà trồng được trong mít thì chắc mình cưng. Giờ Như cũng no rồi, Như xin ngừng video tại đây nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã luôn đồng hành cùng Như trong những thời gian vừa qua. Cả nhà ơi, khi mà xem hết cái video này á, nhớ ấn cho Như xin một nút like, share và đăng ký kênh ủng hộ tinh thần của Như nha. Cảm ơn cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo.